thì hai chồng em tính ra quen nhau, bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học, với là học không chịu học á, nên là uống cà phê. Nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng thích nhau. Ba thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bướm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi. Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Đúng hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, ba bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là kể chia tay luôn. Vâng, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau, bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động như viết thư rồi? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á, nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập, gửi cho em, em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước, xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi mà em. Mới lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học, với là học không chịu học á, nên là uống cà phê đó đây. Dạ nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng không thích nhau, cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà cũng... vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát, nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Sau đó là nắm chia... được tay rồi, đạt mục đích rồi, nắm tay rồi là thôi, rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng chuyển cấp địa điểm không? Dạ có, ở nghĩa trang hoài. Dạ có, nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thật vậy nội? Dạ chuyện tình của em nó ly kỳ lắm. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bướm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có đi chơi chung. Đứa thân nhau quá. Anh lớp 9 là chia tay nè, dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ mấy? Đến lớp đầu năm lớp 12 bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Sau quá trình chơi thân là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12? Dạ. Nắm tay là lớp 9? Dạ. Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hung đầu tiên là... Dạ thì là cái 2008 đó, là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hung ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hung một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. Hẹn thì bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là... Nghĩa địa nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như vậy? Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là chia tay luôn. Ông này ổng bay bướm thì sao? Ổng quen mấy dạ cô. Dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không? Ảnh nói cũng có, xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau mà là em, cái tính em là em thích giao lưu bạn bè. Ở đó vợ em chưa có lên, lúc em học ở đó em buồn, em học kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Đúng không? Dạ, giao lưu với con gái không? Đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Làm gì mà chắc phải là mà dùng, em không chia được. Dạ. Dùng khổ nhục kế luôn. Đúng. Thì đó để anh dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp. Anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu km? Mười mấy cây số ha. Dạ, 12 cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống. Trời ơi. Nãy em nhờ thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ. Anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay anh xếp cho em. Đó. Dạ, 1000 con hạt giấy.
Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân. Đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm thứ mấy? Dạ, cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ, 3 năm. Rồi, bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ, đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. 3 năm 2 đứa. 3 năm 2 đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu anh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ. Nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy, ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười. Nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên. Mà cái đó không phải tật xấu, xấu kìa. Nào cố tình mớ thì mới là xấu. Dạ, xấu. Rồi ảnh nóng tính. Đó, cái đó đó, cái đó. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á. Nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi, nó quậy. Mà anh nói không nghe là nhiều khi anh nóng, nổi nóng lên là anh la con rồi, nhiều khi anh đánh con luôn. Đó, dạ, đó xấu quá. Rồi, tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi, chứ ngoài ra là... Chỉ có gì nhất cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ thôi, đúng không? Rồi, tới em đó Khải. Tính xấu thì vợ em ít. Chỉ có cái những cái nhỏ nhặt, ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng. Kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm, do đó là kéo em theo, em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ, tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi, anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này, nữa là ở nhà ai ai cũng sợ vợ em chứ. Làm biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đông đỏng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè ngoài xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao sao lý do sao? Trời, lý do là em cưới vợ anh, ba anh chia sẻ với em. Em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Rồi ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà rồi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, mình quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nó nghe này xong đi bác sĩ, tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó rồi ấy rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa dạ cũng còn, giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt lại tại vì nó cứ điều độ là hết quá. là hết nóng tính hết nóng giận có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Em hiểu không? Vừa chăm hai đứa nhỏ rồi quán xuyến chuyện gia đình á. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa, nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á, em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả lên. Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc, nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này, đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe. Bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn hai em luôn luôn hạnh phúc. Chào mừng, em tên là Nguyễn Thị Mai Hương ạ. Em năm nay 28 tuổi, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là giáo viên dạy nhạc. Và em là Nguyễn Hoàng Lai. Năm nay 31 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh. Một người kinh doanh, một người cô giáo. Thế thì hai bạn quen nhau như thế nào? Tụi em trong một nhóm hát có tên là nhóm Áo Lính ạ.
và tụi em biết nhau khoảng 3-4 năm. Nhưng mà trong 3-4 năm đi hát đó thì tụi em không bao giờ nói chuyện với nhau, cũng không cười với nhau, cũng không chào với nhau một câu gì cả. Sao lại không gặp nhau được ta? Trong cái nhóm hát nó cũng có bạn gái của em. À đó, có nguyên nhân gì đó. Có nghĩa là giữ kẻ thôi, em hiểu chưa? Chứ với một cô gái xinh xắn gì dễ gì mà không bắt chuyện. Một cái dịp bạn gái của em mới nhờ qua nhà của Hương để mà mượn áo dài. Thì cái dịp đó em gặp mẹ của Hương, rồi sau đó em trả áo dài. Thì em muốn mời đi uống cà phê để cảm ơn về vấn đề đó. Mà tại sao lạ vậy ta? Tại sao bạn gái em không đến trả rồi cảm ơn rủ đi uống cà phê mà lại là em? Tại vì lúc đó bạn gái em có việc bận. Có đi không đã? Có đi không? Lúc đó anh mới nói em là anh mời em đi uống cà phê. Em mới nghĩ là không nên đi uống cà phê với anh này. Bởi vì anh này đã có bạn gái rồi. Nếu mà có bạn gái kia thì em sẽ đi cùng. Còn không đi một mình với anh em sẽ không đi. Nhưng mà anh ấy trời, có uống cà phê không thôi mà em làm gì ghê quá vậy. Thế là em mới bị kích một câu. Em bảo uống cà phê thôi làm gì đâu. Thế là em mới vào xin phép bố mẹ. Khi vô quán cà phê thì tụi em nói những vấn đề về âm nhạc. Thì qua đó mình lại phát hiện nó có cùng những sở thích âm nhạc, ẩm thực. Tụi em cũng tìm được những điểm chung. Nó có nghĩa là đồng cảm với nhau. Dạ. Rồi bây giờ có bạn gái. Khó xử à nha. Tại vì bạn gái em với em thì cái thời điểm đó cũng có một số cái trục trặc nhỏ rồi. Thì sau đó tụi em chia tay nhau gần năm. Thì trong một cái dịp có một cái chương trình văn nghệ để mời Hương qua diễn, thì mình nghĩ là cái cachê nó không cao. Thì em mới nghĩ là thêm phụ nữ nữa thì mình phải đưa đón. Thì em mới tình nguyện là đưa rước những cái lần tập. Trong cái quá trình mà đưa đón vậy thì thật sự nhiều lúc chở thì em cũng không thoải mái lắm. Tại vì ngồi mô tô mà cái xe nó cũng hơi chồm chồm xíu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái người bạn gái mới quen mình đó thì ngồi thế nào mà khom đúng không? Dạ không ôm. Dạ không. Rất là lạ, một tư thế rất là lạ, vịn hai con đĩa. Bởi vì em mới sợ rằng nhiều khi mình mà tăng tốc nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng tới con đĩa mình nhiều hơn. Khi bị rách ra. Dạ, em đâu có chiêu trò gì được. Còn ngồi mô tô mà phải ngồi tư thế chống đẩy. Thì mãi sau này thì em mới hỏi vợ em là tại sao em ngồi vậy nó, tại vì em ngại. Rồi sao rồi hai đứa tỏ tình lúc nào? Anh chọn một cái ngày rất là dễ nhớ. Là ngày 14 tháng 2 vào ngày mùng 1. Thì buổi chiều hôm đó anh rủ em đi đường Hoa Nguyễn Huệ. Đang đi thì đến một đoạn anh mới ngừng lại. Anh mới hỏi em là em có thể làm bạn gái của anh được không? Rồi cái đoạn đó đoạn nào? Đoạn nào? Đang gần Ủy ban Nhân dân thành phố. Tính em hay quên lắm. Em lựa ngày mùng 1 cho dễ nhớ. Lỡ nhiều khi lâu vợ hỏi anh có nhớ ngày tỏ tình ngày nào em còn nhớ được. Hay. Hay đó nha. Lúc đó em tập trung hết sức lực nói với một cái lời lẽ rất là chân thành. Anh có thể làm bạn trai của em được không? Em có nghe thấy. Dạ, nhưng mà em quyết định là không nói gì cả. Tại sao lại quyết định không nói? Dạ, tại lúc đó em ngại. Rồi sau đó tụi em đi khoảng chừng 5-7 phút thì em mới dừng lại và hỏi anh là ủa hồi nãy anh nói gì em quên mất tiêu rồi. Rồi có lặp lại không? Dạ có, em lặp lại lời nói đó một cách rõ ràng và khẳng định hơn, lớn hơn một chút. Là bữa đó là cô đồng ý không? Đồng ý ạ. Lúc đó là em tưởng chừng như là nếu mà có cánh thì có thể bay được. Wow, là cũng cao thủ đó nha. Dồn nén cái cảm xúc đến hòa vỡ chịu hết nổi nữa rồi đúng không Cưng? Dạ. Trong cái quá trình yêu nhau thì cũng xảy ra nhiều cái vấn đề. Bạn gái em cũng rất là hay ghen. Em ghen gì Cưng? Tụi em có đi quay chương trình ca nhạc. Có một cái chị nhạc sĩ sáng tác cái bài tụi em quay. Anh này mới nói chuyện với chị một lúc rất là lâu. Quên bẵng em đi. Còn em thì đang để ý đến ảnh xem là ảnh có để ý tới mình hay không. Mà ảnh vẫn nói chuyện với chị rất là say sưa. Mà em nhìn hai người này thì giống như là một cặp đang quen nhau vậy. Do là cái chị đó là một nhạc sĩ. Em nói chuyện với chị về cái sáng tác về dòng nhạc của chị rất phù hợp với mình. Khi nói chuyện vậy thì mình cũng say mê mình nói. Sau đó khi vô phòng trang điểm thì em thấy bạn gái em ngồi mà. Em mới hỏi thấy em có chuyện gì vậy em. Lúc đó bạn gái em nói dạ không có gì hết. Và tới khi mà đi chạy xe trên đường chạy xe về mình cũng cố mà mình tìm ra được cái điều đó nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được. Vậy là em vô tâm quá đó nha. Lần sau rút kinh nghiệm nha, là phải giới thiệu bạn gái trước thì người ta sẽ không có cái khuôn mặt mà chảy dài xuống như vậy, da sầu thảm như vậy đúng không cơ? Dạ. Rồi có lặp lại lần nữa không? Dạ nhiều lần. Cái lần thứ hai thì lúc đó em có làm MC một cái chương trình thì có một cô bé đó trước giờ lên biểu diễn cổ rất là run. Em mới nắm tay nhẹ nhàng. Trời ơi, em ngủ tay mà nắm tay. Dạ, em nắm tay để cô đừng có run. Dân ơi, đừng run. Mà tôi run trước. Đó, em mới nắm tay cô bé đó thì em mới nói là em phải bình tĩnh, hít thở sâu. Thì khi em biểu diễn thì khi cái tiếng nhạc nó lên thì em tập trung vô thì em sẽ không bị run nữa. Sau khi mà anh an ủi cô bé đó xong, cô bé đó bỏ tay ra rồi. Nhưng mà anh vẫn không chịu. Vẫn nắm. Dạ, vẫn nắm, vẫn níu kéo tay người ta. Dạ vâng.
Tại vì em thấy lúc đó cô bé còn Phương. Trong lúc em nói như vậy thì em có nhớ rằng bạn gái em cũng đứng cái bên này. Dạ không. Cái không đó là cái em có quyền ghen đó. Dạ. Đừng có nói với chị là có lần thứ ba nữa nha. Dạ có. Ờ nữa hả? Thì có một bạn ở trong cơ quan bạn nữ thì bạn về nhà thì bạn không biết nhờ ai, bạn nhờ em. Nếu mà đúng ra thì bạn nhắn một cái tin nhắn bình thường thì nó cũng không đến nổi. Thì lúc đó cái bạn mới nhắn một tin là không biết có ai rảnh qua phụ dọn đồ giùm mình không ta. Đó là xui cho ảnh là em đang ngồi kế ảnh và ảnh phải công khai đọc tin nhắn đó. Em có cho đi qua giận giùm không? Dạ không, em không dám. Nhưng mà những cái lần đó cho đi thì vợ em có một cái thói quen là mỗi lần giận em thì cái tên của em trong danh bạ lập tức nó bị thay đổi. Một là chấm không, còn hai nữa là người dưng nuốt lại. Trời ơi. Mọi người sau khi hết giận là sửa lại. Dạ không, sau khi hết giận thì vẫn để cái tên đó. Dạ bữa đó tự nhiên cái em thấy cái tên người dân nước lạ, em nói ủa anh nào điện cho em người dân nước lạ đây. Em bấm lên cuối cùng là số của em. Thế thì anh hỏi là sao khi mà hai bạn lấy nhau như vậy, có cái điều gì mà khiến mà hai bạn không vừa lòng nhau? Dạ có, vợ em thì cái tính nhiều khi hơi kỹ quá. Dĩ nhiên là phụ nữ nó phải kỹ rồi. Dạ rất kỹ luôn á. Ví dụ như là vệ sinh cá nhân, vợ em thường xuyên hay bắt em rửa tay, rửa chân. Mà phải đúng bài chứ không phải là muốn rửa sao rửa. Đâu rửa sao đâu. Dạ mới đầu là giày đó, xong rồi như giày. Đó. Xong rồi xay từng ngón. Chính xác. Xong rồi xay bên này, dạ xong rồi xay vô giày, dạ. Dạ. Dạ xong xay đây. Dạ xong rồi xay đây. Trời ơi, mỗi lần ăn cơm cái rửa gì xong là cơm nguội rồi. Dạ đúng rồi. Nhiều lúc mà em có những cái chuyện gấp mà mình rửa tay như vậy thì nó hơi bị mất thời gian. Rửa xong một lần như vậy là xà bông, xong mình xong một lần nước y qua những động tác vậy nữa. Rồi vợ em chắc chị là dạ chưa, sau đó là qua quá trình KCS trước để kiểm tra. Ừ. Kiểm tra. Kiểm tra cách nào? Dạ kiểm tra. Dạ, trời. Rửa gì sạch sẽ rồi bây giờ con bắt rồi mới đưa cho hủy. Tốt mà em, tốt mà. Ê, hồi nãy bạn có nói là hình như là ngoài rửa tay ra còn rửa gì nữa? Dạ rửa chân. Vậy mỗi lần rửa chân xong vợ có hửi không? Dạ không rửa chân thôi quá. Chị nghĩ là cái rửa tay nó tốt mà em. Dạ đúng rồi, nhưng mà làm theo một cái quy trình vậy thì nó hơi dài. Khi nào mà vợ em bắt em rửa nhiều lần như vậy trong ngày thì lúc đó mới là quá kỹ. Dạ có, dạ rất nhiều lần. Trung bình một ngày là mà rửa bao nhiêu lần? Dạ chắc cỡ mấy chục lần. Rồi cái này té được. Không lẽ cái té nữa là riêng cái vợ chồng ngày là tôi té tới 3 lần rồi đó. Cái này thì chị đồng cảm với em, kỹ quá em ơi. Thế còn vợ chồng có những cái gì mà phải là kỳ phùng địch thủ đó. Ừ. Anh có cái thật là rung đùi. Em rung sao? Đâu em? Thường thì cái chân em mà nó hơi bị nhón cái này lên, cái nó bị rung vậy nè. Vậy hả? Bây giờ vẫn chưa bỏ hả? Dạ thì nó cũng lâu lâu cũng có. Tình yêu của hai bạn dễ thương ghê, rất là dí dỏ. Thế thì còn những cái gì mà mong muốn ở người bạn của mình? Em mong muốn chồng em là đừng có nóng tính ạ. Ví dụ như là nói về một câu chuyện, qua cái câu thứ hai là anh bắt đầu lớn tiếng với em rồi. Ví dụ đi đường chẳng hạn, em hay nói ảnh là anh phải đi đường này mới đúng, đường này mới gần, đường kia là sai rồi. Anh kêu anh muốn đi đường này đó thì sao? Dạ tại vì mình đang chạy xe mà cái người đằng sau lái khó chịu. Dạ. Điều khiển từ xa. Vậy gặp tôi rồi tôi kêu nè em lên em lái đi tôi ngồi sau. Dạ có, cũng có những lúc vậy. Thì còn cái điều gì mà em muốn vợ mình thay đổi? Dạ ngoài cái vấn đề kỹ tính thì em muốn vợ em là bớt cằn nhằn hơn chút xíu. Thì vợ chồng có những lúc mình sẽ có những cái sơ sót thì mình phải thông cảm với nhau. Thật ra chị thấy như vậy nè, bây giờ đã là vợ chồng, cái người đồng hành với mình suốt đời rồi, mình đừng có để bụng nữa. Cái gì mà chưa vừa ý nói luôn, không có để đoán ý nữa. Thứ hai nữa là kỹ là tốt, nhưng mà kỹ quá như em á, có những cái mà nhiều khi chồng ức chế quá, giảm bớt những cái đó, em sẽ thấy cái sự thay đổi ở chồng em. Bớt một chút, thêm một chút, hai bạn sẽ hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống sau này. Dạ, yeah, yeah, em cảm ơn bạn. Chào chú Quốc Thận, con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Ừ. Hiện con đang làm photographer. Yeah. À, chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. À. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Oh. Bắc Ninh cùng quý quê với chị. Cùng quê với cô. À. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. À. Đây là con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. À. Vâng. Con tên gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ.
Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. À vậy hôm. Hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đấy. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Bị chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn ấy đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ đúng không? Rồi con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, vâng, con cũng chả nhớ về ông này nữa. Không có ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận ấy ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng thì thấy hình tư có không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án nên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì... thế là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng cha này chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và
nhờ anh đi chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Ờ, tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài, làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. À rồi. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông mà trong... Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Thế là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy á. Có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng con mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái sinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ mình làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ vì đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà ấy để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy? Rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp. Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thực ra thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh mỗi cây son đến ấy ạ. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ấy. Thế là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng vẫn bình thường ạ, không tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp là ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu là đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy.
là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ không? Đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm, bạn ấy không ăn uống, thương quá cho nên rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong, chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Tức là anh đê lại cái gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Rồi coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ chắc là anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong quãng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bồ bịch gì đúng không hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì không, con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa con không đã muốn bị nói dối ạ. Giận là anh giấu đó. Anh thật. Anh giấu thật. Không nói hết. Đúng. Và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe về những câu chuyện của con. Vâng. Đó, còn ảnh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Biết. Thực ra lúc đó thì con biết. Nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sau rồi từ lúc mà sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại
đã giận một tuần rồi cơ mà, đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhịn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Cứ thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau buồn con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà đúng giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai, xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. À. Ôi thế rồi. Ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc ấy con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Con ở riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn nhất là... Có nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được... Lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ạ. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì mấy cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống, mấy cả để ý mấy cả cái giấc ngủ ạ, tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ.
cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bé mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là sao sinh. Những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cái giấc ngủ con đủ là ok. Bởi vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia á. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu vào mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con phải nói. Không ngủ được ấy ạ. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đúng đó rồi. Nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải, ý là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn đó. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi, thì mình không thể vô tâm được.
cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh là anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè những thứ ấy, thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist, đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style? Đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc. Trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chiu vui chiu. Vẻ rồi tạo mút. Nó nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi khỏe cưới bạn thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó đúng tính, rồi. Kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi lắm. Có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, với đồng tại vì là thực ra thì con với các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng và cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ không vô tâm và giữ ngọ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất rồi. Nhiều về con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay
với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi, họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ, và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy, thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó, cho nên rằng đó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á, là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo, nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe đi. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long. Đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cô. Ôm vợ xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại ha. Dạ vâng. Rồi.